Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ vừa tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính trực tuyến năm 2023. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho công chức và người hoạt động không chuyên trách về công tác cải cách hành chính. Đối tượng dự thi là công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc các phòng ban Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Nhân dân các phường, với phần thi dành cho cá nhân và phần thi dành cho tập thể. Nội dung thi xoay quanh các vấn đề về kế hoạch tổng thể công tác cải cách hành chính quận Cẩm Lệ giai đoạn 2021-2030, chuyển đổi số, lập hồ sơ công việc điện tử, số hóa tài liệu, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, cơ chế một cửa và một cửa liên thông, đánh giá kết quả làm việc trên phần mềm và một số nội dung khác gắn với công tác cải cách hành chính thường xuyên của các đơn vị. Bộ đề thi rất sâu, rất sát với thực tế. Qua đó thì cán bộ công chức sẽ vững hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình hiện tại và phục vụ tốt trong công tác cải cách hành chính cũng như là công tác chuyển đổi số trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo. Hội thi cải cách hành chính trực tuyến diễn ra tại Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thiết thực, góp phần giảm bớt sự khô khan trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cải cách hành chính đối với cán bộ công chức viên chức. Qua hội thi lần này, chúng tôi được bồi dưỡng, trao dồi thêm kiến thức về cải cách hành chính và góp phần thực hiện tốt hơn về công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị nói riêng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nói chung. Hội thi đã diễn ra hết sức sôi nổi. Các đơn vị địa phương đều có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cùng với đó, các cá nhân cũng đã có sự chuẩn bị tìm hiểu kỹ về các nội dung kiến thức phục vụ cho hội thi, qua đó nâng cao chất lượng cuộc thi, đem lại hiệu quả cao nhất. Các đồng chí công chức phường cũng đã tập trung nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu về cái nội dung thi cũng như cái thể lệ thi ban hành. Với quyết tâm của chúng tôi là kể cả phần thi cá nhân và phần thi tập thể cũng sẽ quyết tâm đạt được một kết quả tốt nhất. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho công chức, người hoạt động không chuyên trách về công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị. Kết thúc hội thi, Ủy ban Nhân dân quận đã tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hội thi và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích tốt trong hội thi.